À, bọn tôi sẽ trở lại. Gặp lại cô sau ha. Đi. Cái thằng này. Nà, mất trí rồi hả? Bỏ cái muỗng của mày xuống đi. Bỏ nó xuống trước khi tao bẻ lội tay đó, nghe chưa? Dừng. Thủy thủ trưởng à? Thủy thủ trưởng. Mau. Thủy thủ trưởng à, anh vẫn ổn chứ? Mau. Chỗ dây nặng lãi. Họ đuổi theo bọn chỗ dây nặng lãi mà cô vẫn để yên được sao? Phải. Ôi trời ơi, chuyện này đúng thật là khủng khiếp mà. Cô phải ngăn cản họ lại. Có Trương Hô đi cùng với bọn họ rồi. Cậu ta làm cái gì được chứ? Đa số bọn cho vay nặng lãi á, là xã hội đen. Là xã hội đen đó. Ôi trời ơi, gõ. Y tá Bio, bộ cô không lo lắng chút nào sao? Ai nói, tôi cũng lo lắng quá chừng đây nè. Ôi lo mà cứ gõ suốt vậy sao? Tôi cũng phải lo lắng cho bệnh nhân mà, chẳng phải sao? Nếu như có chuyện không hay xảy ra với bác sĩ Song và quản lý Chu á, vậy thì làm nhiều hơn. Ôi trời ơi, cô đúng thật là một người can đảm, tôi biết. Đúng vậy đó. Trong thực tế, nếu như mà cô hỏi tôi thì tôi thấy cô quả thật là hết sức can đảm luôn đó. Ôi thiệt. Ôi hỏi gì? Hai thiệt tình. Làm cái tưởng bác sĩ Song không à? Song ơn chê, gặp phải chuyện gì sao? Có chuyện gì vậy? Có gì thì cũng không phải việc của cô. Cô có thuộc gia đình này đâu chứ. Là cô sao? Cô nghỉ lễ vui chứ? Em đang có chuyện cần nói với anh. Để sau đi. Tôi đang cần gọi điện gấp. Sao nhìn cô buồn dữ vậy? Chắc là cô đang lo sợ rồi. Sao? Làm cái gì mà sợ xanh mặt dữ vậy? Sợ mất cậu ấy à? Bác sĩ à? Hay là cô bị bắt quả tang rồi? Bác sĩ nói sao chứ? Tôi đâu có biết. Thích nghĩ sao cũng được. Có chuyện gì xảy ra thật rồi sao? Trời ơi, mau chạy đi. Mấy người làm cái quái gì vậy? Tránh ra đi. Tránh con mày. Có vấn đề gì à? Hả? Trời ơi, dừng lại đi mà. Nhẹm đi. Nè. Quỷ gì vậy nè? Dừng lại đi. Nè, làm ơn đi. Dừng lại đi mà. Ôi, đi xuống đi. Rồi, ở đây đi. Để tôi lên đưa họ về ha. Ở đây chờ tôi. Quản lý định làm sao? Ôi trời, phải làm sao đây? Lỡ như bọn họ bị knock out hết rồi thì phải làm sao? Trời. Chào mọi người đã đến. Ngồi ngay ngắn lên coi. Không được nhìn chằm chằm vào chỉ đại của tao nghe chưa? Giang Trương Hôn. Dạ. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Cái đám này hả? Sao mà cậu có thể đánh người ta thành ra như vậy hả? Dạ. Cho vay, trung tâm chạy việc, danh sách thu nợ tháng 10. Không có bị gãy xương, chỉ bị thương phần mềm thôi. Anh sẽ khỏe lại trong vòng 2 tuần nữa. Cảm ơn bác sĩ. Chị ấy ở đây chữa trị cho những người cố gắng hành hung mình. Chị đại của tao có tấm lòng đại bác đó. Chỉ là tôi hơi tò mò về cô một chút thôi à. Cô thật sự lớn tuổi rồi sao?
Ôi trời, nhìn cô còn trẻ hơn chúng tôi nữa. Dạ đúng như vậy. Nè Chinh Gu. Dạ nhóc ca. Thiệt là tao thực sự hết lòng ngưỡng mộ chị ấy. Hút sắc luôn. Cố gắng lên đi. Cố gắng lên. Ôi trời ơi, cô này đừng có quay nữa. Đạo diễn nắm chắc vào. Giữ cô ấy ở yên đó đi. Nắm chặt vào. Khoan. May mắn là xương khá sạch sẽ. Tôi dùng khoan đục lỗ. Tôi cố định chúng lại bằng dây. Đúng như vậy. Cách đó cũng được. Tuổi tác thì không thành vấn đề gì hết. Từ ngày mà chị ấy nối lại cái tay này hả, bác sĩ xong đã trở thành chị đại rồi. Đúng vậy. Đúng vậy không chị anh chị? Nói nhảm đủ rồi đó. Dán băng cá nhân đi. Dạ. Người tiếp theo. Thấy chưa? Tao đây hả? Còn không dám cãi lại nữa. Vì chị ấy hung dữ lắm đó. Phải. Có nghĩa là mày á phải tính toán lại cho nghiêm túc đi ha. Tính toán cái gì chứ? Hân hạnh đón tiếp. Mời ngồi. Được rồi. Để xem. Tiền gốc là 40 triệu và tiền lãi 100 triệu. Đúng vậy đó. Ôi trời, cậu định thu hồi hết hay sao? Tôi đã cho vay số tiền này 2 năm trước ở Trung Quốc. Chúng tôi biết nhau rất rõ. Cho vay với lãi suất rất tốt. Ê, thôi đi, Chinh Gu à. Cũng không có gì to tát đâu. Đúng vậy không? Để tôi coi. Bác sĩ Song đã trả lại cho cậu 10 triệu won rồi đấy nè. Nhìn nè, ba của chị ấy trả 5 triệu won rồi đây. Trừ thôi. Trừ đi số tiền này thì chỉ còn lại 25 triệu won mà thôi. 40 tiền gốc thôi đó. 20 làm sao mà được. Nè, bạo hành thể chất không phải là hình thức duy nhất. Mày đã nói gì với chị ấy? Mày xử chị ấy bán nội tạng, đó cũng là một loại bạo hành vậy. Cậu đòi kiện cậu ấy ra tòa để đền bù thiệt hại hay sao? Ôi trời, không nên làm vậy đâu. Như vậy phiền lắm đó. Nếu như mà mày nói không, 22 triệu. 27, phải 5. Thằng cuốn này 23. 25, chỉ cần đưa thêm 25. Chốt. Đây là thỏa thuận tốt nhất đó. Nhớ giữ lời hứa của cậu nha. Dạ. Được rồi, mọi người trở về an toàn. Ai vậy? Song Ân Chê à? Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi, đang trên đường về. Vậy tốt rồi. Sao? Cậu muốn nói gì đây? Giải quyết vấn đề lứa đôi đi ha. Giải quyết vấn đề? Tôi hẹn hò với Song Ân Chê không sao chứ. Dạo gần đây có thấy cậu cặp kè với họa sĩ Choi. Hai người trở lại rồi hả? Làm gì có chuyện đó. Vậy sao lúc nào cũng đi chung với nhau? Đó là... Chắc cậu định nói cậu phải bảo mật cho bệnh nhân không tiết lộ được chứ gì. Ý cậu là sao? Họa sĩ Choi đã đi Seoul bởi vì cô ấy không khỏe. Kể từ đó bàn cậu chất đống mấy thứ giống như vậy. Cô ấy đã mắc bệnh bạch cầu đúng chứ? Giờ cậu đang cho cô ấy điều gì? Điều trị, thông cảm, tình yêu hay là thương hại? Chị gương à? Sao? Cậu đang định chối à? Vậy cậu nên tìm cho cô ấy một bác sĩ khác. Dù cô ấy có bệnh nặng cỡ nào đi chăng nữa, cậu cũng không được làm như vậy với bạn gái cũ đâu. Trừ phi cậu vẫn còn tình cảm đối với cô ấy. Cô ấy là bệnh nhân của mình. Tất cả chỉ có vậy thôi.
Vậy còn chuyện giữa cậu và bác sĩ Song? Song Mơn chỉ nói hai người không có gì à? Có thể là cô ấy đã suy nghĩ như vậy. Nhưng mà có điều... Có điều sao? Tôi cảm thấy khác. Cậu thích cô ấy? Nên đừng bao giờ nói chuyện này là một vấn đề. Và cũng đừng đem nó ra để đùa giỡn. Ai nói với cậu là tôi đang giỡn chứ? Song Ơn Chê nghĩ không có chuyện gì giữa hai người, nghĩa là tôi vẫn còn có cơ hội. Chị Gương à, nếu tôi có cơ hội tôi sẽ không từ bỏ đâu. Cậu hiểu lý do tôi không bỏ cuộc rồi, đúng chứ? Ít ra thì bây giờ cậu hiểu rõ Ơn Chê hơn là tôi. Cô ấy tuyệt vời cỡ nào cậu hiểu rõ mà ha. Bác sĩ cô ít ung thư máu, tôi đã lên phác đồ điều trị, đến đây cùng với bệnh nhân của cậu. Xin chào bác sĩ, tôi là Quách Hi Un. Phải, tôi có một đề nghị trong việc chữa trị cho cô Châu Dương Ương.